tương lai được trình làng tại cuộc triển lãm xe cộ ở Detroit hôm 15 tháng 9. Chiếc mô tô bay đầu tiên của thế giới ra mắt tại Mỹ là một chiếc xe máy thật sự bay được, không phải là những chiếc mô tô bay trong rạp xiếc. Công ty khởi nghiệp tên là công nghệ AEA Wings của Nhật chế tạo ra chiếc mô tô bay tên là Istosismo có thể bay trong thời gian 40 phút và đạt vận tốc tới 62 dặm một giờ. Tadzos là một trong những người Mỹ đầu tiên được lái thử chiếc mô tô bay này. Tôi cảm giác như mình mới 15 tuổi và vừa bước ra khỏi bộ phim chiến tranh giữa các vì sao rồi nhảy lên xe. Hết sẩy. Dĩ nhiên có chút e ngại, nhưng tôi quá phấn khích, tôi thật sự nổi da gà và cảm giác như một đứa trẻ. Suhei Komatsu, sáng lập viên và là CEO của công ty AEA Wings cho biết công ty khởi nghiệp với việc chế tạo máy bay không người lái và các thiết bị bay không người lái. Chiếc mô tô bay này đã được bày bán ở Nhật. Ông Komatsu cho hay đã có kế hoạch bán phiên bản nhỏ hơn của chiếc mô tô bay Istosismo tại Mỹ vào năm sau. Giá ước tính cho phiên bản bán ở thị trường Mỹ là 777.000 đô la. Komatsu nói công ty của ông hy vọng tới năm 2025 sẽ có thể hạ giá thành xuống còn 50.000 đô la cho mẫu xe bằng điện nhỏ hơn.